Ngày 9 tháng 6, ông Nguyễn Văn Hoan, trú tại thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng về việc con gái bị một nhóm thanh niên có hành vi hành hung và làm nhục, uy hiếp ép sử dụng chất kích thích có tổ chức. Nạn nhân là cháu NTT, sinh năm 2010, trú tại địa phương trên và đang là học sinh của trường trung học cơ sở trên địa bàn. Trong lá đơn với tâm trạng khẩn thiết, ông Hoan đề nghị chính quyền và công an xã Hoàng Văn Thụ sớm vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của một nhóm đối tượng có tổ chức đã hành hung đánh hội đồng và làm nhục cháu T. Người cha bức xúc kể lại, ngày 5 tháng 6 năm 2024, một đối tượng tên P rủ khoảng gần 20 đối tượng khác ra nhà văn hóa thôn Thuần Lương, sau đó P đến nhà lừa cháu T, ra ngoài để đánh nhưng bất thành. Đến chiều ngày 6 tháng 6 năm 2024, các đối tượng lại đến dụ cháu T ra đê bao vùng để hoàn thành mục đích. Theo ông Hoan, bị làm nhục dã man nhưng Tê run sợ về không dám kể với ai trong gia đình dù sự việc đau lòng đã nhiều lần diễn ra với mình. Sáng ngày 9 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoài Thi, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, chính quyền địa phương đã lập tức chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, một số đối tượng đã được mời lên làm việc và vụ việc cũng được báo cáo các cấp có thẩm quyền. Liên quan đến sự việc, tối ngày 8 tháng 6, trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết, ông đã nhận được thông tin phản ánh và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi chính quyền vào cuộc thì đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc đang được gỡ xuống, tuy nhiên gia đình đã lưu lại để làm bằng chứng gửi đến các cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.